trọng sinh xuyên việt độc tâm đoàn sủng manh bảo lý tư tư bởi vì cứu người xuyên vào chính đang xem một quyển tiểu thuyết bên trong liền mang theo quyển tiểu thuyết kia sách cũng đi theo nàng đi tới thế giới này vốn tưởng rằng cầm chính là nhân vật chính kịch bản kết quả vai phụ hoàn hảo không phải ác độc người nhưng hắn meo meo lại là kịch bản đoản mệnh hoàn hảo hoàn hảo cô ấy may mắn sống sót chính là cảm giác nội dung vở kịch này đi tự hồ cùng tiểu thuyết viết không giống nhau. Chẳng lẽ là mặt nhầm? Chương 1 Kích phát trọng yếu kịch bản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Biết người biết mặt không biết lòng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Ta muốn đi hỏi phu tử dạy thế nào học sinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Chân tướng rõ ràng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Nữ chính muốn hại ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Lý Mai Hoa danh tự này như thế nào quen tai như vậy? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhà này cũng quá nghèo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Mười ngón không dính nước mùa xuân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 lão thái bà đòi tiền tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Uống nước bọt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.